kính chào cô chú anh chị ngày mới ăn lành ạ. Rất vui gặp lại cô chú anh chị trên kênh Ấm Áp Miền Tây. Cô chú anh chị hồi sáng giờ thì mình đi qua đò thầy Hai Phẩm ở đây nè cô chú anh chị. Đò thầy Hai Phẩm còn có tên là đò chùa nha cô chú anh chị, bởi vì gần đây có một ngôi chùa. Dạ. Hồi sáng thì mình cũng đi qua cái đò này để về thỉnh sắc ở đình thần Bình Thủy. Dạ, bây giờ công việc cũng xong hết rồi, bây giờ mình trở về thì mình cũng đi qua cái đò này nha cô chú anh chị. Như giờ này thì nãy giờ mưa cũng hơn tiếng đồng hồ, mưa rất là lớn cô chú anh chị ơi, nhưng bây giờ cũng vẫn còn mưa nè. Bây giờ cũng vẫn còn mưa, nhưng mưa nhỏ nhỏ. Mình ở bờ bên đây, mình nhìn thấy bên bờ bên kia. Bên kia là xã Mỹ Hội Đông nha cô chú anh chị. Còn đây là xã Bình Thủy của huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Mình chờ những chiếc xe này chạy lên hết thì người xuống để sang bên kia xong thì mới chạy xe xuống nha. Kia, dạ, nơi mà truyền thuyết nói về ông Năm Chèo đang ẩn mình dưới đáy sông đó, dạ, dưới lòng sông đó, thì là ở ngã ba đằng kia nha, ngã ba sông Dầm Nao đằng kia ha. Dạ, còn đây là bến đò thầy Hai Phẩm, dạ. Cứ nối liền giữa hai bờ Mỹ Hội Đông và xã Bình Thủy, và nơi chúng ta đang đò đang dừng ở đây, đậu ở đây thì là phía bên này là phía xã Bình Thủy nha cô chú anh chị. Trời buổi chiều mưa cảm thấy buồn quá cả nhà ơi, bởi vì ở vùng quê sông nước mà trời nắng thì còn thấy nó sáng sủa, còn thấy đỡ buồn, còn mưa xuống thì nhìn thấy rất là buồn ạ. Buổi chiều mưa nơi bến đò thầy Hai Phẩm. Đi qua đi lại từ xã Mỹ Hội Đông đi qua xã Bình Thủy này thì với cái đò nhỏ mới vài bữa nay thôi cô chú anh chị, có những chiếc đò sắt lớn rồi nè, và thay cho những chiếc đò nhỏ, những chiếc đò sắt rộng hơn, bền hơn và cũng an toàn hơn rất nhiều. Để cả nhà mình nhìn thấy ha.
mình đã qua đến bên bờ bên đây của xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới rồi nha cô chú anh chị. Thôi thì cũng mưa quá thì cũng không ghi hình nữa, xin tạm dừng video của mình ở đây nha. Xin cảm ơn cô chú anh chị suốt thời gian qua đó luôn yêu mến đồng hành và ủng hộ kênh Ấm Áp Miền Tây. Giờ đây xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú mình vào những clip sau nha. Xin chúc tất cả bà con mình thuận lộ bình an, vạn sự lành ạ. Bye. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.